trần. Cùng tâm tâm
được chư vị đến hội đồng công hóa tập về đây
để nguyện đem tấm lòng thành niệm Phật A Di Đà hồi hướng chân linh, mà hướng linh sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của Phật A Di Đà. Trang nghiêm đài sen ngự tòa, đài hôn tư phụ thính ca. Đệ tử lắng lòng thánh tình, bàn tay chấp thành liên hoa. Cung kinh hướng về điêu ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thân Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.